việc phải đi lại trên chiếc cầu tạm được người dân tự làm bằng gỗ, lót trên mặt những tấm dáng sơ sài, luôn là nỗi ám ảnh của 47 hộ thuộc tổ 6 thôn 7, xã Thiền Hưng, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước. Chiếc cầu tạm được kết cấu bằng nọc tiêu trên lót dáng chỉ đảm bảo cho bà con đi xe máy và chở cỏ phục vụ chăn nuôi. Còn việc chở nông sản và các thứ khác thì phải xuống suối. Nếu gặp trời mưa lớn thì mọi việc phải tạm dừng. Tôi ở trong này 20 năm rồi, đường xá có đi lắm. Cầu đồi kia thì khó khăn, đường xá khó khăn, còn cái em học không có đi được. Dân tôi rất là mong mỏi ở cấp trên là cố gắng là làm sao tạo điều kiện cho chúng tôi có đường, có điện để con em đi học. Bởi cầu nhiều khi là dân đi té xuống, nhiều người phải đi nhà thương luôn. Theo lãnh đạo xã Thiền Hưng, hiện đã có phương án làm cầu tại khu vực này nhưng chưa triển khai được do yếu tố khách quan từ mạnh thường quân. Về vấn đề chiếc cầu gỗ thì đã có đơn vị tài trợ cho số tiền từ 4 đến 500 triệu để tiến hành làm cầu, làm công bản. Tuy nhiên khi triển khai thì do điều kiện mưa không thể thực hiện được. Do đó về phía đơn vị tài trợ thống nhất là để lại cuối năm, khi nắng cạn nước thì sẽ tiến hành là mong được sử dụng điện lưới, được đi lại trên chiếc cầu dân sinh ổn định chính là nỗi ước ao lớn nhất của hàng chục hộ dân vùng biên giới khó khăn của tỉnh Bình Phước.